Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Trong khi các bạn đến từ Hungary. Các bạn đến từ Âu Châu, thờ phượng Chúa ở đây. Các bạn đến từ Hoa Kỳ, thờ phượng Chúa. Thì tôi không thể không nghĩ đến một cái hình ảnh mà Thánh Kinh sách Khải Huyền đã ghi như thế này. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Khi được biết Chúa, chúng ta là một thành viên trong một gia đình toàn cầu. Chúng ta sẽ thấy những người ngoại quốc, chúng ta sẽ thấy những người thuộc nền văn hóa khác, nói các ngôn ngữ khác. Nhưng có điều gì đó trong lòng, và đó chính là sự kết nối của Thánh Linh Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta trở nên như anh em thân thiết. Cảm ơn Chúa, sáng hôm nay chúng ta được dự phần để thờ phượng Chúa với các cháu nhi. Và chúng ta biết là các cháu còn rất trẻ, kể cả ban nhạc, kể cả ban thờ phượng đứng ở đây. Tôi không thể không nói lời cảm ơn thầy cô Isaac, bởi vì thầy cô là người Đài Loan đến làm việc tại Việt Nam, và thầy cô có tấm lòng với các cháu thiếu nhi. Cho nên dù Hội Thánh Đài Loan đã có một điểm nhóm ở quận 7 rồi, nhưng mà thầy cô quyết định ở lại với Hội Thánh của chúng ta để gây dựng các cháu thiếu nhi. Và cảm ơn Chúa là trong suốt nhiều năm qua, thầy cô đã huấn luyện, đã hết lòng, và chúng ta có một đội ngũ thiếu nhi thờ phượng Chúa thật là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng ta cũng cảm ơn thầy cô Funky và Ichi, người Indonesia cùng gia đình đến đây. Bởi vì nếu không có thầy cô, sẽ không có ban nhạc thiên ca như thế này đâu. Cảm ơn Chúa. Thầy cô đã huấn luyện giúp đỡ. Và cảm ơn Chúa, hội thánh của chúng ta có mặt ở đây thật sự là một gia đình toàn cầu như lời của Chúa nói. Và rồi một ngày kia, khi chúng ta đến trước ngai của Chúa, chúng ta sẽ thấy mọi con người từ vô số chi phái, vô số dân tộc, vô số thứ tiếng, vô số quốc tịch sẽ đứng trước ngai Đức Chúa Trời mà thờ phượng Ngài. Chúng ta có vui mừng trong đợi ngày đó không? Lời bài thánh ca mà các cháu hát lúc nãy. Vâng, tia sáng sẽ đến, niềm vui sẽ đến, một ngày kia hạt giống sẽ đâm chồi. Và đức tin của chúng ta nơi Chúa không bao giờ là phí uổng, không bao giờ là vô ích. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng ta đến với lời của Chúa. Và có lẽ nhiều người thì hơi ngạc nhiên, và có thể là không quen với cái phong cách thờ phượng của các cháu thiếu nhi. Bởi vì có lẽ là về ban nhạc thì không được chuyên nghiệp cho bằng thanh niên, cho bằng những người khác. Giọng hát thì cũng không được trau chuốt. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy vô số những trường hợp, những thiếu nhi, những người trẻ được Chúa dùng. Và họ là những người đầy ơn, đầy dẫy Thánh Linh của Chúa. Trước hết ở trong Sáng Thế Ký đoạn 37 thì nói rất rõ, có một người con út trong gia đình của Gia-cốp tên là Joseph. Ở đây có ai là 17 tuổi không ạ? Ai từ 17 tuổi trở xuống xin hãy đưa tay. 17 tuổi. Thật ra là tôi ở tuổi này thì tôi thấy 17 tuổi là nhỏ quá, làm gì được. Và có lẽ là những người lớn tuổi chúng ta cũng có tâm lý như vậy đó. Mình nghĩ rằng phải đứng tuổi một chút, phải trưởng thành hơn, phải có kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ là Joseph ở tuổi 17 thì Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng của ông một giấc mơ.
Các anh em không tin đâu, đến nỗi bắt bớ ông. Nhưng mà Gia-cốp là người kính sợ Đức Chúa Trời, biết rằng Đức Chúa Trời có thể làm gì trong cuộc đời của một đứa trẻ, và Gia-cốp để điều đó ở trong lòng. Gia-cốp cứ mong chờ, và quả thật Joseph đã hoàn thành giấc mơ đó. Để hoàn thành giấc mơ thì Đức Chúa Trời đã đưa Joseph từ ở một bộ tộc nhỏ bé hẻo lánh đến trở thành một nhân vật thứ hai trong cả đế quốc Ai Cập. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta nghe con trẻ của mình có một lời cầu nguyện nào đó, có một giấc mơ, thì đừng coi thường. Hãy khích lệ, con hãy cầu nguyện cho ba mẹ đi, con hãy cầu nguyện cho gia tộc của mình đi, con hãy cầu nguyện, ba mẹ nhiều xung đột quá, tranh cãi hoài. Con ơi, ba mẹ rất cần sự cầu nguyện của con. Và chúng ta biết Đức Chúa Trời có thể làm nhiều điều trong cuộc đời của một con trẻ. Rồi chúng ta biết một nhân vật khác được Samuel thứ nhất đoạn 16 ghi lại, đó là David. David là một cậu bé chăn chiên. Ngày hôm nay nếu ở miền Tây chúng ta sai một người đi chăn vịt đó, thì thường là những đứa trẻ là đi chăn vịt. Các con thiên ca, 9 năm trước khi chúng tôi mở một vụ thiên ca thì chúng tôi đem những đứa trẻ về và vui lắm. Nhưng mà chừng đâu chưa đầy 2 năm thì ba mẹ gọi điện xuống và nói rằng: "Về, về, mày ở đó rồi mai mốt về, ai mà còn lấy nữa." Thế là bắt các con về. Rồi đối với những đứa con trai thì nói rằng: "Về, bởi vì ở nhà không có ai chăn dê, không có ai làm nương. Chúng tôi phải gọi điện về cho các mục sư ở trên làng và nói rằng: mục sư ơi, mục sư hãy thuyết phục cha mẹ để cho các con ở thêm đi, bởi vì mới có 2 năm công việc đang được tốt, học hành đang được tốt, bây giờ về thì bỏ dang dở, thuyết phục chúng nó thêm đi." Nhưng mà cũng không thành công. Cảm ơn Chúa, đợt sau đó thì chúng tôi đưa đến những đứa trẻ 8 tuổi, 9 tuổi, và rồi mỗi ngày cứ tiêm nhiễm: "Con ơi, con phải xong đại học nhé, con có thể làm được nhiều điều lắm." Và các con bắt đầu đó, ba mẹ kêu về thì không chịu về nữa rồi, muốn để cho các con học xong cái đã. Và chúng ta nhớ rằng David chỉ là một cậu bé chăn chiên. Nếu ở miền Trung, một người chăn trâu là một đứa trẻ, người ta gọi là đứa trẻ trâu. Và David cũng vậy đó, trẻ lắm. Nhưng mà Đức Chúa Trời sai Samuel đến để sức dầu cho David. Samuel ban đầu thì lầm tưởng đến người anh cả, tướng mạo to lớn, sẽ là người được sức dầu làm vua kìa. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói: "Không, ta không chọn người đó, ta chọn người khác." Và rồi đợi đến khi David ở ngoài đồng về thì sức dầu cho David, và David đã được sức dầu để làm vua. Chúng ta đọc Samuel thứ nhất đoạn 16, 17, 18 thì ghi nhiều chi tiết thú vị lắm. Sau khi được sức dầu làm vua rồi thì một ngày kia vua Saul cần một đứa trẻ đánh đàn. David được đưa vào trong hoàng cung. Mỗi lần ác thần nhập vào David thì David khải đàn và ác thần lìa khỏi Saul. Cảm ơn Chúa. Khi tôi nghiên cứu và học những điều này, tôi cũng phải tự nhắc mình rằng đừng coi thường một đứa trẻ nào cả, bởi vì Chúa có thể sử dụng bất kỳ một con người nào, không liên quan đến tuổi tác đâu. Josiah, Kinh Thánh nói rằng Josiah lên ngôi lúc 8 tuổi. Rồi Samuel, câu chuyện của Samuel thì chúng ta cũng biết đó, bà Anne son sẻ không có con, bà vào trong đền thờ cầu nguyện, sau đó Chúa cho bà sinh ra Samuel. Và Kinh Thánh nói rằng khi đứa trẻ thôi bú thì bà cùng với một lễ vật đem con trai của mình vào đền thờ dâng cho Đức Giê-hô-va, và nó cứ ở đó. Mỗi năm bà đến thăm con trai của mình. Và chúng ta biết là ngay khi Samuel còn rất nhỏ thì Đức Chúa Trời không phán với Hê-li là thầy tế lễ, mà Đức Chúa Trời gọi Samuel trong giấc ngủ. Rồi Chúa Giê-xu, Kinh Thánh ghi lại là Chúa Giê-xu 12 tuổi đi với cha mẹ lên đền thờ. Sau đó thì cha mẹ đi về. Và chúng ta biết rằng đoàn người đi lên đền thờ trở về đó giống như một cái đoàn người hành hương đông lắm. Cho nên tưởng là con của mình nó lẩn quẩn đi theo mình. Nhưng mà về tới nơi rồi thì không thấy Giê-xu đâu, không thấy con của mình đâu. Mới hớt ha hớt hải đi tìm và quay trở lại thì thấy Chúa Giê-xu đang ngồi trong đền thờ đối đáp với các thầy thông giáo. Và các thầy thông giáo nói rằng: "Ồ, không hiểu đứa trẻ này sao mà có những hiểu biết về Đức Chúa Trời rất lạ lùng."
và đó chính là Chúa Giêsu. Cuối cùng, Giăng Báp-tít thì Kinh Thánh nói rằng khi còn là thai nhi trong lòng mẹ. Bởi vì khi thiên sứ đến báo tin cho mẹ của Giăng Báp-tít là bà Elizabeth, thì thiên sứ nói rằng con trẻ sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Và trong khi đang mang thai thì chị em bạn dì của Elizabeth là Mary đến thăm Elizabeth, và Kinh Thánh mô tả là hai người vừa chào nhau thôi thì thai trong lòng nhảy nhót đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Những người đang có em bé ở trong lòng, đừng có để cho những cái tư tưởng lừa dối của ma quỷ, đừng có tiêu cực, đừng có buồn phiền, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến con trẻ. Hãy đọc lời Chúa cho nó, hãy nói những lời tích cực, hãy trò chuyện với con trẻ trong bụng của mình và hãy cầu nguyện: Chúa ơi, xin đầy dẫy thần của Ngài ở trên con của con, bởi vì Chúa hứa rằng Ngài sẽ đặt thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Buổi sáng hôm nay chúng ta không có nhiều thời giờ, nhưng mà chúng ta nhìn lên màn hình thì đây là những trường hợp không phải là ý tưởng của một con người nào, mà Kinh Thánh nói rất rõ ràng về những người trẻ này. Chúa Giêsu Ngài nói như thế này: hãy để các con trẻ đến với ta, đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy. Ồ, hôm nay sau bài giảng cùng sư Nhẫn, mình về mình sẽ ăn mặc khác đi, bởi vì Chúa nói là giống như con trẻ mà. Thật ra là không phải như vậy đâu. Nhưng mà Chúa nói chúng ta phải có những đặc tính như những con trẻ. Bây giờ chúng ta thử xem là những con trẻ có đặc tính gì. Thứ nhất, ở đây Chúa Giêsu nói rằng nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, không phải là trở thành trẻ trâu đâu, ngơ ngơ hay là vô trách nhiệm như đứa trẻ, nhưng mà trở nên như con trẻ. Trước hết chúng ta biết là con trẻ thì là nó sống rất thật, phải không? Người lớn thì hay nổ, có đúng như vậy không các bạn? Nhiều khi á mình nổ, hay là ngày hôm nay sở dĩ người ta mặc đồ hiệu á, bởi vì muốn chứng tỏ cho người ta biết mình là ai. Nghĩ rằng với cái bộ quần áo mà có cái mác như vậy đó thì chắc là người ta sẽ nói rằng mình là người giàu có, cho nên nhiều khi là ráng, không có tiền nhưng mà ráng mua một bộ đồ hiệu. Và tôi nghe nói là những người làm ăn đó thì thường là phải vay mượn, ngày xưa thì mua cho được một chiếc xe máy, bây giờ thì là phải có được một chiếc xe hơi để đi, bởi vì có xe hơi thì đi dễ làm ăn, dễ nói chuyện hơn. Thật ra không phải như vậy. Tôi đã từng ở dưới một người lãnh đạo, ông hay kể về những cái câu chuyện, những cái mưu kế trong sách Tam Quốc Chí, trong những cái nhân vật chính trị thời nước Tàu ngày xưa. Và trong khi nghe như vậy đó, tôi tự nhủ trong lòng là sao mà mình nai quá về những chuyện như vậy, chắc mình sẽ chẳng bao giờ trở thành người lãnh đạo được đâu. Chúng ta biết rằng cái cách lãnh đạo theo Á Đông đó, theo người đời đó, là không bao giờ được tỏ ra là mình yếu đuối. Bởi vì nếu nói mình sai, nếu nhận mình yếu đuối thì làm sao người ta có thể nghe mình. Cho nên ráng gồng mình, ráng có một cái vỏ mọc. Và chúng ta thử tưởng tượng đi, nếu mà chúng ta cứ đeo mặt nạ mãi thì có mệt không? Mệt. Tối về ngủ tháo mặt nạ ra thấy khỏe, nhưng mà lỡ ban đêm có cái chuyện gì đó ai kêu chạy ra thì lại lộ mặt nạ rồi. Cảm ơn Chúa, Chúa muốn chúng ta đến với Ngài bằng chính con người thật của mình. Nếu chúng ta yếu đuối, hãy mạnh dạn thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, xin giúp đỡ cho sự yếu đuối của con. Nếu chúng ta buồn, hãy thưa với Chúa. Và tác giả Thi Thiên đã từng kêu la rằng: hỡi linh hồn ta, sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta. Sống thật, cái gì mình không biết, dù là người lãnh đạo, cứ thật là mình không biết. Cái mình yếu đuối, cứ thật nhận là mình yếu đuối, mình cần được học hỏi. Chúa muốn chúng ta hãy trở nên như con trẻ. Xin Chúa cho chúng ta có một tinh thần khiêm nhường. Xin Chúa cho chúng ta đến với Ngài không giả dối, với lòng chân thành. Có nhiều người nói rằng cái gì tôi cũng xin đó hả? Mắc cỡ quá. Không, chúng ta có thể cần một đôi dép, chúng ta cần một chiếc áo,
chúng ta cần một món tiền nhỏ, chúng ta cần một sự chữa lành. Và Chúa muốn chúng ta là con đến với Ngài bằng cả tấm lòng chân thành. Không phải là nhờ một ông mục sư hay là nhờ một nhà văn nào đó viết một bài cầu nguyện thật hay, mình đem về học thuộc lòng, rồi đến trước mặt Chúa, mình đọc cái bài cầu nguyện đó thì đều sẽ được Chúa nhận. Có được không quý vị? Không. Ai đã từng làm cha, làm mẹ thì biết rồi. Nhiều khi đứa con đó, nó chỉ nói bọc bẹ thôi, không có văn chương gì cả, sai từ ngữ, sai văn phạm, nhưng mà cha mẹ hiểu ý của nó. Và thật ra lời chưa ở trên lưỡi chúng ta thì Chúa đã biết trọn hết rồi. Chúng ta biết một điều thứ hai mà con trẻ cần đang có là gì? Đó là không một con trẻ nào có thể tự lập được đâu. Phải không? Chưa đến tuổi tự lập. Một đứa trẻ lệ thuộc vào người lớn. Trong tuần qua nếu chúng ta để ý thì tin tức cho biết ở một cái tỉnh nào đó ngoài miền Bắc có một đứa học trò bị bỏ quên trên chiếc xe đưa đón, và rồi sau đó đóng cửa lại, khóa cửa, đứa bé không ra được, và khám phá ra rằng đứa bé đã chết ở trong chiếc xe đó. Đứa bé luôn luôn cần sự giúp đỡ của người khác. Dĩ nhiên, đến một giai đoạn nào đó, chúng ta đối với Đức Chúa Trời, chúng ta còn nhỏ hơn là một em bé nữa. Có nhiều người nói, cái gì tôi cũng cầu xin nơi Chúa, tôi ngại quá đi, tôi không muốn đâu. Mình phải tự sức của mình chứ, mình phải tự vận dụng trước cái đã rồi Chúa mới giúp chứ. Thật ra điều đó không đúng đâu. Chúa muốn chúng ta đến và nói rằng, Chúa ơi, con cần Ngài, con lệ thuộc vào Ngài. Không có Ngài, con sẽ không có hy vọng gì cả. Không có Ngài, con chết mất. Và Kinh Thánh nói rằng, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Người lớn có nhiều kinh nghiệm, giống như trên đầu, trong đầu có sạn rồi, cho nên không dễ dàng mà lệ thuộc đâu. Và ngay cả lệ thuộc Chúa cũng không dễ chút nào. Nhưng mà đây là lời của Chúa: hãy trở nên như đứa trẻ, nếu không thì các con sẽ không có phần trong nước thiên đàng đâu. Một điều khác nữa đối với đứa trẻ là tin cậy. Dĩ nhiên là đứa trẻ ngày hôm nay đó cũng lõi lắm, phải không? Đến một cái tuổi nào đó đó là nó bắt đầu hạch hỏi, chứ không dễ vâng lời đâu. Nhưng mà chúng ta không nói đến điều đó, chúng ta nói đến đứa trẻ hơn kìa. Một đứa trẻ là gì? Dễ bị lừa, đúng không? Cha mẹ nói như thế nào, nghe như vậy, vâng lời thôi. Lớn hơn rồi mới bắt đầu thắc mắc, mới bắt đầu vặn vẹo. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, ồ, tôi thắc mắc chứ, tại vì tôi là con người mà, tôi phải tự lập chứ, tôi có ý chí của mình chứ. Nhưng mà hãy nhớ rằng giữa chúng ta và Đức Chúa Trời tối cao, chúng ta vô cùng nhỏ bé. Nhỏ hơn một em bé đối với người cha, người mẹ của mình. Tôi học biết thêm một điều. Khi đọc lời của Chúa, với tấm lòng đơn sơ, lời Chúa dạy đến đâu, lời Chúa hứa đến đâu, tin cậy Chúa đến đó, thì mình sẽ trải nghiệm được. Đến khi học thần học nhiều rồi, hay là nghe nhiều quan điểm rồi đó, thì lúc bây giờ mình đọc lời của Chúa, mình thấy, ồ, cần phải suy xét thế này thế kia, thì không kinh nghiệm gì cả. Một đứa trẻ được truyền bảo điều gì? Vâng lời, không hề thắc mắc. Và Chúa muốn chúng ta hãy trở nên như đứa trẻ. Cảm ơn Chúa, Ngài gọi một đứa trẻ đến để đứng giữa các môn đồ và phán: thật, ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu. Vâng, mỗi người chúng ta đều là những người trưởng thành, có trách nhiệm đối với gia đình, với bản thân, với xã hội, với hội thánh. Nhưng mà về mặt tâm linh thì Chúa muốn chúng ta cứ như con trẻ, khiêm nhường trước mặt Ngài. Đến trước mặt Ngài, không cần lo lắng người ta sẽ nghĩ mình như thế nào. Tôi hát lớn quá, sợ người ta nghĩ mình thế nào. Hôm đó tôi khóc, nghĩ rằng người ta sẽ đánh giá mình là cảm xúc. Hôm đó tôi biểu lộ cái gì đó, tôi sợ rằng người ta sẽ coi thường mình.
Không, Chúa muốn chúng ta là con trẻ trước mặt Ngài. Chúa muốn chúng ta lệ thuộc Ngài. Dù chuyện đó mình có thể làm được, nhưng mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện để bày tỏ rằng chúng ta cần Chúa, và Chúa muốn chúng ta cứ tiếp tục tin cậy Ngài. Matthew đoạn 18, Chúa nói như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy Matthew đoạn 19. Tôi biết là Kinh Thánh thì nhiều khi viết không có theo thứ tự thời gian đâu. Nhưng mà thật ra trong cái câu chuyện này thì theo thứ tự thời gian đó. Chúng ta có để ý thấy điều gì không? Mới ở trong đoạn 18 thì Chúa đã dặn dò rồi, hãy nên như con trẻ. Và để trực quan hơn thì Chúa bồng một đứa trẻ, Chúa đem nó đến đứng giữa các môn đồ và chỉ đây này, hãy nên như đứa trẻ. Nhưng mà các môn đồ có nghe không? Không. Mới một thời gian ngắn thôi thì có lẽ cha mẹ của những đứa trẻ nghe Chúa nói như vậy thích thú quá, cho nên bây giờ đem con trẻ đến. Thì các môn đồ nói gì? Bị các môn đồ rầy, bị các môn đồ quở trách. Chúa Giêsu nói rằng hãy để con trẻ đến với ta, đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy. Đọc đến đây thì tôi cũng phải thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con là người chậm lục. Chúa dạy nhiều lần mà vẫn cứ sai, vẫn cứ làm theo ý riêng của mình. Dù nhiều điều Chúa nhắc rồi mà nhiều khi chứng nào tật đó cứ làm. Và đây là trường hợp rất rõ ràng. Mới đoạn 18 Chúa đem một đứa trẻ đến, Chúa dạy nguyên tắc như vậy. Nhưng mà rồi đoạn 19 thì khi con trẻ đến là bị la rầy, không cho. Hãy đem mấy đứa trẻ này đi, ở đây ồn ào. Ủa sao hôm nay lời cầu nguyện cho cá nhân của tôi đó là lạy Chúa. Xin cho chúng con mỗi ngày đến với Chúa sẽ là một người học đến đâu làm đến đó. Sẽ không phải là một học sinh ở lại lớp, cứ học đi học lại một bài học hoài. Nhưng mà xin Chúa cho con học được từ nơi chính mình Ngài. Và chỉ cần học một lần, bởi vì Chúa sẽ thấy sự tiến triển trong đời sống của con muốn làm đẹp lòng Ngài. Quý vị có amen với tôi về điều đó không? Hãy cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi một ngày học từ nơi Chúa. Dĩ nhiên là đầu của mình có sạn rồi, mình đã có cung cách quen của mình rồi, và đặc biệt là sống ở trong cái nền văn hóa của Á Đông. Bây giờ phải thay đổi cung cách, thay đổi suy nghĩ, không đơn giản. Nhưng mà đây chính là lời của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho hết thảy mỗi chúng ta, để chúng ta mỗi một người ở đây có phần trong nước của thiên đàng, có phần trong vương quốc thiên đàng. Xin mời hội thánh chúng ta hãy đứng lên. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.